Yo, hello, what's up chào em nha. Chào quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào đây anh em game phải tạp chế mình đây, từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video cho anh em xem video về đầu video. Anh em xin một like và một subscribe ủng hộ channel phát triển nha, cũng người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì cũng như thông báo với anh em rất nhiều rồi, mấy ngày hôm nay về mấy tuần là trước rồi thì tôi đang tính tuần này sẽ đua xe mới. Thì video ngày hôm nay thì sẽ không phải là video đua tốt xe mới đâu anh em, và cũng không phải là video full code trải nghiệm xe mới anh em, mà là một video tổng hợp tất cả core hiện tại của game cũng như quà cốt. Về phần quà cốt thì để tôi nói nhà gì giới thiệu nhỉ anh em nhỉ. Quà hiện tại của bên kênh ý, bên fanpage anh em nó phải còn đến tận 5-6 phần quà lận, nên là nếu mà bây giờ đi tổng hợp bên đấy thì nó hơi dài. Nhưng mà sáng nay thì có mấy cái phần sự kiện còn chưa tham gia, còn đang cần tham gia thì tôi đã thông báo qua rồi, anh em cần thiết thì qua đấy tham gia nhá. Hôm nay thì mục đích là qua đây vừa có cái quẩy xe mới anh em, ạc này mà ngon là tôi sẽ giữ lại để đua luôn anh em, còn không thì hôm sau chúng ta sẽ làm lại ạc khác. Hiện tại thì trước mắt khi nhảy qua xe mới thì tôi hiện thấy là quà hiện tại chúng ta có 3 mốc phần quà anh em, 3 phần quà. Cốt thì đợt này rất nhiều anh em nhé, 11 code anh em, và có một số anh em báo là có một số cốt hết hạn thì không biết là như thế nào, thì hôm nay chúng ta xem nhau đi test các bạn để xem hiện tại còn bao nhiêu code dùng được, bao nhiêu code hết hạn anh em nhé. Ok, đầu tiên là huyền thoại 170k, huyền thoại tặng mái đỉnh anh em. Đây, code gần đây nhất. Ui, hắn dùng đường là ngon rồi anh em. I love it, huyền thoại hải tặc 2208GG. Code này là code livestream tuần trước. Có vẻ tuần trước anh em cái đây mấy hôm không biết là còn dùng được không các bạn. Một cái hạn. Ok anh em, vậy thì cái quà bổ sung này theo cá nhân tôi nghĩ thì chắc là nó cũng hết hạn luôn rồi anh em, bởi vì cái kia đấy hết hạn thì cái này chắc chắn là cũng vậy thôi anh em. Giá thì càng nhỉ, hai cái đấy hết hạn rồi anh em. Đó, đã hết hạn sử dụng. Ok, nói chung video ngày hôm nay rảnh thì chắc tôi sẽ đi tổng hợp hết luôn cho anh em. Ừ, cũng tổng hợp đi anh em, nhập cốt xong tôi sẽ tổng hợp quà phía ngoài luôn nha. Ok, hai cái hết hạn anh em, xóa luôn đi làm gì các bạn. Rồi, sinh nhật 2 tuổi cái này thì mới ra tối hôm qua thì chắc chắn là chưa hết hạn rồi anh em. Ừ. Có đèn livestream mới đấy các bạn. Biết tầm này phát quà livestream luôn nhỉ? Ừ, phát chưa anh em nhận thì thông báo nha. Rồi, group huyền thoại hải tặc đại chiến anh em. Cái này là một số anh em nhắc tôi thôi, biết còn dùng được không thì tôi chưa biết. Thấy hôm bữa nhập cốt thấy nhiều anh em mà là nhập thử cốt này xem còn dùng được không. Ấy, hắn dùng được các bạn. Rồi, vậy là 6 cốt, ngày xưa là 677 cốt huyền thoại anh em. Ok, vậy là 7 bộ cốt huyền thoại này anh em này. Ok các bạn, rồi đó, vậy là chúng ta giờ có 7 quả cốt điện thoại. Vậy hiện tại cốt của đợt sự nhật sự kiện đợt này thì chúng ta có sinh nhật 2 tuổi này anh em, happy birthday, và 170k mới ra hôm qua đấy thì còn nhập được anh em. Đó thì các bạn tranh thủ nhập thôi, chứ lại thì toàn cốt cú. Rồi tiếp theo thì chắc là đi check sự kiện luôn anh em. Vậy thì tôi sẽ rảnh hôm nay đã mất công ngồi tổng hợp này, tôi sẽ tra qua bên fanpage tổng hợp tất cả quà sự kiện để anh em thể biết đường tham gia luôn và đợi nhận. Uầy, VIP code 2 triệu cũng hết hạn rồi anh em. Ok, giờ để ý mới biết anh em, VIP code 2 triệu cũng lại hết hạn rồi. Ờ, nó hết từ đợt hôm bữa rồi, tuần trước test là hết rồi. Vậy đây còn 2, 4, 6, 8 cái rồi anh em, 8 code các bạn. Ừ, anh em nào có nhảy xe mới thì quay thành cũng lại lấy nha. Ngoài ra thì còn có một cái ở bên web thì tôi cũng chia sẻ anh em ở video sáng đây anh em. Đó thì qua đấy các bạn thể lấy thêm quà. Nhớ là cầm theo UD nha. Ok, tôi check UD con nạc này luôn rồi qua đây lấy anh em. 1559824 anh em. Ok. Ok các bạn nha, 1559824 các bạn. Uầy, mình nhớ chuẩn thế nhờ. Lộn chưa đi đây anh em. Ý da ngon đấy nhờ. Cái này thì nó sẽ gửi trong vòng 72 giờ sau. Link tùy tôi có để dưới phần mô tả và phần comment cho anh em mới đấy. Vì cái link này là link mà nhận code mới các bạn, nên là anh em thủ ghé qua nhận nhá. Bao nhiêu lâu hết hạn thì chưa biết các bạn. Rồi ok, thêm một cái nữa các bạn nha, là bao nhiêu, là quay lại đếm nào. Rồi ok các bạn, giờ tôi sẽ đếm cho chuẩn không biết khi anh em lại kêu ạ. Cái nữa là 1 anh em nha, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Ok, 9, 10, 11, 11 rồi anh em. 11 cộng với 3 cái code của sự kiện web. Tuy là chưa săn được anh em nhưng mà hiện tại vẫn còn săn được anh em là 3 cái sự kiện web nữa anh em, là đã 14 phần quà gift code anh em nha. Tiếp tục chúng ta sẽ kéo fanpage anh em. Hiện tại bên fanpage chúng ta thì còn rất là nhiều luôn các bạn, 14 rồi đúng không? Ờ, tiếp theo là anh em 15 các bạn. Đây, chúc mừng sinh nhật huyền thoại 2 tuổi. Cái này nhận được một tướng 15 sao nhưng dành cho 3 người may mắn thôi, nhưng mà đây anh em thì tham gia 15 này. Tiếp tục 16 luôn anh em. Đây, sự kiện sinh nhật anh em. Đây, cái này cũng khá là ngon. Ok các bạn, đây 16 này anh em. Đó.
cái này kéo dài đến tận 29 luôn nhá anh em tranh thủ này. 16 rồi, tiếp theo cập nhật sinh nhật huyền thoại, cái này có đen này tôi nhập rồi anh em, không nhập không báo lại nữa. Đập hộp đây các bạn, đây đây chuỗi sự kiện mà có thể săn được 3 co đe đây anh em nên đây tham gia nhá. Đây 3 code ở đây các bạn nhá. Rồi vẫn đang là 16 code anh em, 17 code sẽ là phần quà, phần quà tiếp theo đó là phần quà của tứ hoàng Kaido anh em. Đây là phần quà thứ 17 anh em này, phần quà thứ 17 trong bộ này anh em đó. Cái này thì nó cũng sẽ tổng kết vào ôi hôm 30 à, lần sau một hôm anh em 30 rồi ok các bạn. Đó, 17 cuối cùng thì chắc là chuỗi sự kiện sinh nhật 2 tuổi thôi anh em. Đâu nhỉ, từ tiến lại con là 11, từ thì tôi đếm lại bên này cho chuẩn anh em. Đâu ta, cái sự kiện chuỗi sinh nhật 2 tuổi của nhà phát hành nên không bữa đâu nhỉ. À đây anh em, trên này, trên này và nó delay, nó đi đâu mất rồi ta. À đây anh em, đây rồi, đếm lại lần nữa anh em nhé. Bên này có 1 này, 1 Kaido là 2 đúng không, sự kiện Kaido từ 10 Kaido là 2 anh em, Kaido là 2 anh em, đây Kaido là 2 rồi, Kaido là 2 thì sự kiện này là code à, ừ 2 là 4 anh em, 4 18 rồi anh em, 18 rồi. Ok, vậy là hiện tại bên game là chúng ta có tổng có thể là 18 phần quà và gift code có thể săn và lấy được anh em nhá. Và video săn cũng như lấy là tôi đã hướng dẫn anh em rất nhiều, hôm nay chỉ tổng hợp thôi anh em, nó tiện quả sale mới luôn. Rồi, giờ thì quay trở lại về chính về game anh em, nó hốt tất cả quà của nhà phái này nói anh em để xem chúng ta thu về được bao nhiêu nào. Ok, ui 38 thùng bia rồi, hơi ít nhỉ? 5k2 kim cương. Ủa sao ít thùng bia ta? Sao thùng bia ít hơn tôi nghĩ anh em. 10 dương may mắn ra shop, cái này thì khá là ngon rồi các bạn. 3 thùng, 4 thùng rồi, 9 thùng, 9 28 26 anh em. Hai sáu, hai tám, không cũng đúng rồi các bạn, đúng rồi đúng rồi. Đây anh em, 28 này đây rồi các bạn. Ui trông thế nhưng mà cũng không nhiều nhỉ. Full quà cốt, bây giờ chủ yếu là săn được cốt Kaido rồi anh em. Tôi nghĩ là chắc may ra mới ngon được các bạn, chứ hiện tại nhà thì thấy cũng không ăn thua lắm. Chưa biết thế nào anh em. Đó, khởi động chúng ta mới có 88 thùng bia thôi anh em. Đó, xe vào mới luôn đây các bạn. Hàng này hôm nay tôi thấy cũng chưa có khả thi mà có thể chơi được anh em. Ui Marco này. Rồi, khả năng là chúng ta phải làm lại con ác khác đấy chứ không. Bởi vì chúng ta còn quà livestream, còn một số quà đấy anh em. Nhưng mà bên làm dần là vừa bạn, để sắp tới đón quà thứ về còn cày xe mới cho nó rực rỡ luôn anh em. Đó, tình hình là như vậy. Ngoài ra thì kênh cũng vừa bên 60.000 người đăng ký và chúng ta cũng đang có một cái sự kiện 20 phần quà gift code bên kênh. Đó thì anh em có thể kích vào trong kênh xem lại video tối hôm qua và tham gia. Thì tôi sẽ tổng hợp vào hôm chủ nhật thì sẽ tổng hợp tất cả rồi phát luôn cho anh em một thẻ. Đó, mà lên luôn sự kiện mừng 60k sub anh em nhá. Rất nhiều bạn đỡ khỏi trông mong. Cũng cảm ơn anh em rất nhiều. Mong rằng bạn nào chưa đăng ký kênh thì đi qua cũng sẽ yêu thương để lại cho kênh một like và một subscribe để chúng ta có thể đi đến những con đường phía trước xa hơn nha các bạn. Ok. Rồi giờ quay trở lại nào anh em xem nào. Tình hình chúng ta có 10 dương ra shop này. 200 xu anh em với 50 cốc bia vàng. Cái này khá ngon. Xu nhưng mà sale mới thì không phải đâu nhưng mà cũng ok. Ui. Katakuri, Lami, Sabo. Xem nào. Lo. Ở đấy không triển khai được lắm anh em con đằng này. Hôm nay sale mới này nghe chừng cũng không ok lắm các bạn. Đó, không ok lắm anh em. Mặc dù thì nhìn trông thì cũng ra gì này nọ lắm anh em. 2k kim cương. Đó, hiện tại thì chúng ta cũng gần như là đứng hình anh em. Giờ có thì đập thêm cốc bia vàng lên được thêm một tí. Đó, hiện tại xe mới thì không thể quẩy được một số cá linh tinh em biết rồi. Một số cá chúng ta cũng chưa thể quẩy được ngay. Sự kiện tuần này thì chúng ta có thám hiểu món bi. Cái này là chính là sự kiện gì? Cái gì mà rèn nhánh của Lami đấy anh em. Cái sự kiện rèn nhánh mà Lami thông báo đấy các bạn. Là cái sự kiện này đấy, không phải là rèn nhánh gì đâu anh em. Nghe bảo là nhà phát hành lúc đưa lên bài nó bị lỗi anh em. Chứ không phải là sự kiện rèn nhánh đâu anh em.
Đó hiện tại, nhưng mà 18 phần quà gift code nhưng mà không nhận được hết về luôn các bạn. Nếu nhận được 18 phần quà gift code hết về hết luôn thì tôi nghĩ là nó sẽ cũng không đến đối như này đâu các bạn. Nó sẽ ok hơn nhiều chứ không phải như bây giờ. Bây giờ nhìn kiểu này thì không ok lắm anh em. Bây giờ chúng ta có chiêu mộ thì thêm được 50 cốc bia vàng. À này, server mới này như này thì hơi đen các bạn. Nghe chừng cái câu chuyện đua xe mới này nghe chừng hơi khoai đấy các bạn. Ừ, lại nghe hơi bị khoai rồi, không biết tình hình thế nào đây. À bên ngoài còn cái dương quà này tôi vừa mới check được nhỉ. Cái dương quà này nó phải đợi sau 72 giờ nó mới phát về anh em, có nghĩa là 2 ngày nữa nó mới phát về. Ừ. Có rất nhiều quà đấy anh em nên chúng ta cứ từ từ tính các bạn. Đây. 10 thùng bia nữa các bạn. Thành tựu. Ây da, cũng càng đét đấy. Rồi giờ có đập thêm lên 100 thùng bia anh em. Rồi cái vụ quả xe mới thì chắc tính sau anh em. Video ngày hôm nay thì cũng chỉ là tổng hợp tình hình quà cáp đấy anh em. Đó thì hiện tại thì chúng ta có tổng thể 18 phần quà anh em. Đấy là tôi trừ luôn các cốt đã không hết hạn sử dụng bạn nhá. Đấy không anh em lại bảo là này kia các kiểu anh em. Nó không là phải đến 21 đấy. Nhưng mà hiện tại chúng ta có 18 phần quà gift code. Nếu mà qua xe mới anh em, còn đâu ở anh em ở xe vừa cũ thì nó rơi ở đâu đó 15. Đó thì anh em tranh thủ đi săn nha. Ok, còn đâu video này kết thúc thôi. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Giờ thì bye bye mọi người. Chúc anh em xem video vẻ nha. Tạm biệt.